Kính thưa quý vị, Quốc hội Ukraine bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng thoát hiểm. Hãng tin AFP hôm ngày 17 tháng 2 đưa tin Thủ tướng Ukraine dù không được lòng dân đã thoát khỏi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại nghị viện theo yêu cầu của Tổng thống Poroshenko. Chỉ có 194 nghị sĩ đã bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với người đứng đầu chính phủ, trong khi có cần tối đa là 226 phiếu. Theo hiến pháp Ukraine, kết quả trên cũng đồng nghĩa với việc ông Arseniy Yatsenyuk và nội các chính phủ sẽ tránh được mọi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm cho đến hết nhiệm kỳ nghị viện hiện nay, dự kiến là vào ngày 22 tháng 7. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua ngày 16 tháng 2 năm 2016 bất ngờ yêu cầu Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk và Tổng trưởng lý Viktor Chokin từ chức. Cả hai quan chức này đều bị chỉ trích mạnh mẽ vì chậm trễ trong việc tiến hành các chương trình cải cách và chống tham nhũng. Đứng đầu chính phủ từ tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Yatsenyuk bị Quốc hội chỉ trích dữ dội từ nhiều tháng nay vì thiếu nỗ lực trong việc thực hiện các biện pháp cải cách đã hứa và bị cáo buộc là bảo vệ quyền lợi của nhiều lãnh đạo chính trị. Theo kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến gần đây, hoạt động của chính phủ chỉ được 8% người Ukraine ủng hộ và gần 70% người dân muốn Thủ tướng từ chức. Từ giờ trở đi, chính quyền Ukraine sẽ phải đưa ra thông điệp mạnh mẽ để thuyết phục phương Tây triển hạn các kế hoạch hỗ trợ tài chính hiện đang bị tạm ngừng vì Kiev không đạt được tiến bộ rõ rệt liên quan đến cải cách và chống nạn tham nhũng. Tuần trước, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã cảnh cáo là có thể ngừng chương trình hỗ trợ của tổ chức này, được đánh giá là vô cùng quan trọng đối với Kiev nếu như Ukraine không nỗ lực hơn nữa.